Mẫu người của em thì em muốn mặt nam phải cao 1m7. Cao 1m7, gì nữa? À, vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ủa sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. Gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng. Tôi nghe chưa hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á. Yêu anh đó, yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm. Mà tóc ảnh nhiều, cái tối về gỡ ra tóc giả. Ừ rồi sao? Hói nha. À, đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Chỗ nào cũng đó, phải có tóc không hỏi. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ôi, xinh quá. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ thì bạn nữ giới thiệu về mình đi. À, dạ em xin chào chị Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chào anh Nam bên cạnh. Em là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. À, xin chào MC Quyền Linh. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào tất cả quý khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk, dạ thủ phủ cà phê. Bạn gái, hãy nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Khuyết điểm thì em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy. Trời ơi. À, nếu tăng 2 thì em sẽ rất là bung lụa. Bung cỡ nào em? Bung cỡ chị. Bung cỡ chị. Ủa anh Linh ơi, bộ em bung dữ lắm. Em bung lắm á. Em bung dữ lắm hả? Sao bé này bung cỡ em vậy ta? Xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà. Đó em. Để coi hồi. Không phải em đó, em nít na thùy mỹ lắm. Không phải đâu mọi người ơi. Bề ngoài của em á rất là xinh xắn, công việc ổn định. Và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao? Ê, em cũng không biết sao, nhưng có thể là duyên em chưa tới. Dạ. Cũng có một vài chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được happy, không có được mở lòng với những người đó lắm. Dạ. Rồi bạn trai bên kia, mình giới thiệu về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Em cũng thích giao tiếp, có thể nấu ăn nội trợ. Em có khuyết điểm gì không? Em mê ngủ, với là em cũng hay quên lắm. Em có thể là ngủ 2 ngày 2 đêm cũng được. Còn ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên. Ví dụ em có khách hàng ở dưới Nhân Trạch, em phải xuống đấy ký hợp đồng, ký giấy tờ này nọ, mà em soạn sẵn để đấy rồi mà cuối cùng em chạy xuống Nhân Trạch như một vị thần, mà cuối cùng quên em lại không mang giấy tờ gì theo, thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại. Duyên dáng vậy. Đàn gái. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 2 năm rồi. Em yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu được 1 năm. 2 mối tình này của em thì chung một điểm, đó là em bị lừa dối. Lừa dối? Vâng. Phản bội? Phản bội, dạ. Người thứ ba? Dạ. À, công thức quen thuộc quá ha. Đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không? Dạ vâng. Mối tình thứ ba này hy vọng rằng không có sự lừa dối. Dạ. Bạn nam? Dạ. Thì em thì cũng chính thức thì là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi sinh viên. Thì cũng là chỉ sinh viên thì mối tình đầu thì học hành sa sút quá. Quen mà 1 năm mà nợ đến 6 môn. Còn mối tình thứ hai? Thứ hai thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia. Lúc đấy thì em mới ra trường, thì mình đi làm thì lúc đấy cũng chưa ổn định. Thì bạn ấy thì ở Bình Dương thì cũng có quen 1-2 người nữa. Thì bạn ấy quyết định chọn một người có công ăn việc làm ổn định hơn rồi. Dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công ăn việc làm, có sự nghiệp thôi. Chứ nhiều khi mình không có gì, người ta đâu chọn mình đâu. Cái đó cũng không phải là sự phản bội. Tức là quen với em với một người, tức là 2 người, nhưng mà lấy một người thứ ba là không người khác, không liên quan. À, tức là tại vì 2 anh không có đáp ứng nhu cầu cho ta. Dạ chị sao? Anh thứ ba đáp ứng nhu cầu ta lấy thôi. Dạ. Ồ, chào em gái xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp không anh? Rất là dễ thương. Bây giờ em tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người của em thì em muốn mặt nam phải cao 1m7. Cao 1m7, gì nữa? Vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ủa sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. Râu đẹp mà em. Đúng rồi. Có râu là nhìn nam tính chứ. Em thì em không thích râu quai nón anh. Còn râu bình thường thì không vấn đề gì. Râu chùm chùm đây được không? Dạ, phải sạch sẽ anh ơi. Râu nhanh ngồi dưới được không? Râu đó tỉa gọn đẹp rồi anh. Được, gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng.
Tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh. Cái gu hả? Dạ vâng. Rủ em lấy chồng lỡ em đì qua ông sói, ông hói đầu rồi sao? Không, em ví dụ đi. Yêu anh nói yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm. Mà tóc ảnh nhiều, cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao? Ừ rồi sao? Có nha. À, đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Cỡ nào cũng đó, phải có tóc không hỏi. Rồi. Thôi được rồi, không thích hói. Dạ. Tôi không thích mấy người thì không thích hói nha. Bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó. Ủa người ta là con gái, bên này người ta có quyền lựa chọn chứ. Thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ. Rồi em còn thích gì nữa không em? À, em thích con trai sạch sẽ. Không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả? Thật không? Mày chắc sạch anh. Hỏi ông kia, ngày tắm mấy lần? Ngày từ 1 đến 2 lần thôi. Được, sạch sẽ, được. Sạch sẽ. Gì nữa? Em không thích đàn ông mà quá cơ bắp. Mỡ không à? Mỡ không à? Mày nó không cơ bắp, nó có mỡ không à? Người tròn tròn thì dễ thương, mịn mịn thì dễ thương. À. Cái gì? Hình như tả đốt cô lắm hay sao? Bên kia nó nhảy vô tay kìa. Khoan coi á, khoan coi. Khoan coi, tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi. Người ta thích đàn ông là cơ bắp, khỏe mạnh, có râu. Cô này cũng không thích cơ bắp, không thích có râu nữa. Tôi không cho gặp đàn trai. Trời. Cô này cô gu khác, cô không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ, tập gym, muscle rồi. Người ta thích sáo múi này kia sao? Chứ em thích sáo múi không? Em rất thích sáo múi. À, thấy chưa? Ê, các cô như thích sáo múi không? Có ai thích gu như anh Quyền Linh không à? Không có ai luôn á Linh. Không có ai gu luôn. Thì thua rồi. Thua rồi. Gu bỏ tay rồi. Không giờ còn gì nữa khó hơn nữa không em? Chắc là hết rồi đó anh. Nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 80%. 80% hả? Rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè. Trời, đàn trai tôi cũng có giá lắm mà, đừng có giỡn. Xin mời mở rào. Ơi khoan. Khoan hả? Qua coi đàn trai coi được không? Tôi biết mở rào chứ. Ủa nãy mở qua bên coi. Đàn gái không chịu rồi sao? Có bụng không? Đừng hóp, hóp xỉu vậy. Hóp xỉu. Mặt tròn tròn, gu tròn. Em, gu em á, theo chị hồi nãy giờ em miêu tả là không muscle, không cơ bắp. Ấy là gu em đó. Có thêm bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa. Được. Ăn nói thì lanh lẹ cao. Trời. Cao mét mấy à? Không, em không đủ tiêu chuẩn của bạn. Bên kia là hơn mét 7, bên đây chắc dưới mét 7 rồi. Dạ, em dưới mét 7. Dưới mét 7 được không em? Chỉ mét 7 là bao nhiêu anh? Anh có thể không cao nhưng mà có thể ví dụ trời sập xuống anh đỡ lên được không? Cái câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi. Xưa rồi. Anh có thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không? Hay hay hay. Được không? Được. Mà hỏi được không? Chịu. Chịu rồi đúng không? Chịu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bạn gái, hôm nay em đi với ai nè hả bé Thương? Hôm nay thì em đi cùng với cô em, anh trai và bạn. Dạ rồi, xin chào cô. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Em là cô của gái Thương. Hả? Cô sao trẻ quá vậy? Cô thấy cũng được. Cô nghĩ nên con nên cho thời gian tìm hiểu. Cô có thích đàn ông hói không? Dạ em không thích. Kỳ ta. Em kế bên thích đàn ông hói không? Trời ơi. Em. Anh Linh. Bây giờ anh hỏi vậy nè. Hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua TV đó. Ai không thích đàn ông hói, mail về. Thì anh sẽ có câu trả lời. Ai không thích đàn ông hói, vô Facebook tôi nói chuyện nha. Bạn trai hôm nay đi với ai ha? Dạ em đi với bạn học đồng nghiệp của em. Em chào chị Nam Thư và chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào bạn Hương, mình là ông anh đi làm chung với Thành. Dạ vâng, chào mình anh. Mình cũng thấy bạn cũng ok so với em của mình đó. Mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy á. Em tăng 2 nó cũng trợ giúp em được đó. Cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội. Mình thấy hai bạn ok. Rồi, cảm ơn anh trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha. Mở rào. Mình có bó hoa tặng bạn. Với cái này làm là cái vắt cam. Thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn. Mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn. Quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không. Đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi. Chàng trai sao em rờ vô coi có cơ bắp không? Hả? Em kiểm tra cơ bắp coi. Nhìn được rồi á. Không, kiểm tra nó phải rõ ràng.
này là không phải là cơ bắp lắm. Đúng rồi, mình không có tập gym. Dạ. Mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập. Anh biết đáp anh. Mình biết tất cả môn thể thao. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi. Rồi, mình ngồi xuống nè. Mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha. Nhường à? Sao nãy ông mạnh miệng lắm mà. Tại vì thấy bạn em thấy đau tim quá. Em có thấy bạn gái xinh đẹp không? Dạ, bạn xinh đẹp. Trời ơi, ông này ông lật mặt vậy sao? Này ngồi nói kia nói chuyện với em xéo sắc nhìn mắt lên nói qua nói lại giờ quay qua đây. Bạn thấy mình thế nào? Em chứ bạn gì em hỏi. Em thấy anh thì cũng dễ thương, gương mặt thì ưa nhìn. Chỉ có một cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi. Mình thấy cũng vừa đấy. Anh được 1m65 không? Không, mình được 63. À, 63. Còn em trai? Dạ, em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn. Nữa là bạn nữa. Em ưa nhìn. Hả? Em nhìn thấy thương rất là ưa nhìn. Mình là một người lãng mạn. Thì mình thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn. Hoặc là những cái gì romance là mình rất là thích. Quan điểm tình anh, yêu của mọi người. Có phải là người trung tình không? Anh là người rất trung tình. Rất trung tình thì... Em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ. Nên bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người chân thành. Anh có phải là người hay ghen không? Ngày xưa anh hay ghen lắm. Nhưng mà qua hai mối tình thì không bao giờ mình ghen nữa. Tại sao? Tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen. Hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì anh phải ghen nữa thôi. Em là một người có tính sở hữu rất cao. Em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Không có em gái của đồng nghiệp hay là em của thằng bạn thân hay là em gái mưa hoặc là em gái nuôi. Bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi. Thường thường là anh ngại. Anh có liên hệ với người yêu cũ không? Không, với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên đã là... Ủa là... Người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cát bụi dữ vậy cưng? Thì tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ. Vậy là Facebook không có còn người yêu cũ xóa hết rồi phải không? Không liên lạc gì luôn á. Hai được. Làm được gì đến mức như vậy? Tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp, là ký ức đẹp, sau này ngồi là nhớ lại. Chứ tình yêu cũ gì đã trở về cát bụi giống như... Tại em không muốn đi luôn thì tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi. Cũng hay, cũng là một ý kiến hay. Ngại ngùng nè, hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè. Rồi bấm nút nè. Em thì hát rất là dở. Mấy bạn nói mà em hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết. Chứ đó không dám ngồi nhận ngồi trai cho nên em cũng sợ lắm. Đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em. Hát ừ, lại hay đi. Vậy thì nhắm mắt làm liều vậy. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Em hơi run. Em sao? Lại hai bác. Hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ, hát xong rồi ngủ luôn. Đi vậy vậy. Có thể. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Thôi em cho em qua cái đoạn này được không? Thôi. Dạ. Khỏi nha. Dạ khỏi. Em hát hết ai cũng muốn cà phê luôn á. Dạ vâng ạ. Em thì được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát. Đúng rồi. Dạ. Cứ thoải mái em. Nào. Em biết anh yêu cô ta. Giấu em những hôm không về nhà. Giấu em từ trong anh mẫn. Từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng đường. Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Em cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không anh? Đó, thấy chưa? Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em. Nói đi em, nhìn bạn gái. Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí. Đối ngoại thì mình rất là tự tin.
mà không biết sao lên chương trình với là thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối. Mình cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có tình cảm, mình cũng chưa có yêu. Lâu rồi chưa yêu mình mất cảm giác yêu, mình sợ là mình cứ bối rối vậy. Thì nếu có cơ hội thì cho mình tìm hiểu. Ok, được rồi. Như thế cũng đủ rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm để xem những cái chia sẻ của em, cô gái có đồng tình hay không. Cũng đang rất hồi hộp, chờ đợi. Chờ gì nữa? Trời ơi, tôi chưa đếm là đã bấm rồi. Có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi. Tại sao em lại bấm nút trước với cô gái? Thì... Anh hỏi cô gái. Hỏi cô gái à? Qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành. Cái thứ hai là em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Rồi, hãy nắm tay đi. Nắm tay nào. Hãy chứng minh cái nút bấm của mình. Hôn đi. Nào. Thôi. Nhưng mà em nghĩ nên để dành. Không, em quy định chương trình chị á, không hôn là không có cho dắt bạn gái về. Một cái nụ hôn để chứng minh vậy đúng với cái trái tim của mình. Tại sao vậy không có thể cho mình thơm má được không? Làm gì hôn? Em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Ê, cho em cái nụ cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Không có hàng đều răng khểnh hết được. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hà Mai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh và các bạn. Ủa các quý thi gì khán giả luôn đừng quay ạ. Gì mà rung dữ vậy? Em tên Dương Hoàng Minh. Tên gì? Danh Hoàng Minh. Danh Hoàng Minh. Dạ, 27 tuổi. Em làm điêu khắc tượng Phật. Quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác làm việc tại Long Thành, Đồng Nai ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Năm nay em 24 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành luật. Chưa ra trường hả em? Dạ, em học hệ giờ học giờ làm á. Nên em có đi làm rồi chị. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm busy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em sống tự lập nên em biết nấu ăn. Nhưng mà có cái là nấu ăn không có được ngon cho lắm thôi. Cái điểm yếu của em thì em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu. Rồi coi. Cô gái dân bên miền Tây Đồng Tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng. Em gia trưởng là sao em? Em biết ngay sao nhưng mà em thấy là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình. Đúng rồi. Mọi người trái lại. Cô chắc cô suy nghĩ đúng không mà cô không cho người ta làm không có được trái lại. Có thể là lúc đó em suy nghĩ nó không được đúng nhưng mà tiếp xúc em thì phải theo ý kiến em tí xíu. Có gì thì trao đổi ý kiến em sau nhưng mà lúc mà có những đông người thì nên nhường em tí xíu. Nhường mà nhiều khi ý kiến em trất quốc tầm bậy tầm bạ mà nhường cái gì? Em thấy mình suy nghĩ lúc nào cũng đúng hết. Trời. Ủa mới nhiêu tuổi à? Cô phán câu thấy ghê không? Em suy nghĩ lúc nào cũng đúng. Trời tôi 40 tuổi mà tôi phán 10 câu trật hết 9 rồi đó cô. Em mình nghe bên kia gia trưởng chút xíu em thấy lo không? Dạ không, cũng không lo mấy anh, thì em cũng người miền Tây mà tính gia trưởng cũng nằm trong máu rồi đâu có gì đâu. Gì miền Tây gia trưởng nằm trong máu? Ờ có ngược không? Miền Tây làm gì có gia trưởng? Miền Tây có gia trưởng mà anh. Đâu có thì trong gia đình em gia trưởng nhiều. Gia đình em gia trưởng, em có gia trưởng không? Dạ cũng ít rồi anh, không có gia trưởng nhiều rồi em. Bây giờ hai người quen nhau rồi ai cũng gia trưởng hết trơn rồi rồi ai làm theo ai? Đã thấy nào hợp lý làm gì ơi. Với phần em cũng nhường bạn gái á, không có hơn thua bạn gái đâu. Em nói cụ thể về cái việc của em làm chút xíu đi Minh. Dạ em làm bên điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. Cái này phải có kiên nhẫn lắm mới làm được đúng không? Cũng phải có hoa tay mới làm được chứ. Cũng em cũng làm lâu rồi, có chú trong gia đình cũng nhiệt tình chỉ. Em học nghề điêu khắc lâu chưa? Dạ khoảng 10 năm anh. 10 năm rồi. Hay à. Hồi đó học cái gì ra học điêu khắc luôn hả? Dạ không, em bên đây làm với chú. Tức là học nghề của chú thôi đúng không? Rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được 2 mối tình.
có một mối tình lâu nhất là 4-5 năm gì á, rồi xong người yêu đi tu luôn. Hả? Hả? Hay vậy? Em làm sao mà em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4-5 năm ta đi tu luôn là sao em? Dạ tại vì khi người ta nói chung mọi người tôi cũng ăn chay, sau này người ta có tâm nguyện đi tu theo mẹ đi tu. Em không giữ lại được hả? Cũng có phiên ấy mà không được. Rồi mối tình thứ hai sao em? Mối tình thứ hai cũng quen được ít thời gian sau không hợp nhau chia tay. Lý do sao không hợp? Thấy ta đòi hỏi quá, mình không đáp ứng được thì thôi rút lui cho an toàn. Hoàn cảnh quá. Nãy giờ em nghe mấy mối tình bên kia em sao em ngồi em cười thúc thích vậy em? Tại em thấy số bạn đó xui quá. Số bạn đó xui quá hả? Giờ không biết bữa nay gặp em là xui hay hên nè. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có hai mối tình giống bạn bên kia, đều là thầy học trò hết. Một mối tình là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em quen cũng được 3 năm mấy. Do là mọi người một hướng đi khác nhau á. Bây giờ nó lo chờ chút xíu anh Hoàng hỏi chút xíu ơi. À chào em gái. Anh em... nãy giờ anh ngồi kia suy nghĩ hoài, em phải qua gặp em liền. Em có ăn chay không? Dạ không. Em không bao giờ ăn chay. Anh lo sợ ăn chay cái mai mốt đi tu nữa mệt lắm. Nãy giờ nghe anh kia nói em cảm nhận ảnh là người thế nào? Chắc ảnh ấy cũng hiền nhưng mà nghe ảnh nói là cũng gia trưởng xíu á, thì nên em cũng hoang mang tí xíu. Không, ảnh hiền lắm. Những cái người mà làm cái công việc đó hình như nó vận vào người rồi em. Rất là hiền. Được á. Lỡ em lo sau này ảnh làm tượng Phật á, cái khơi nào ảnh đi tu luôn. Trời ơi. Đúng à. Lo đúng rồi chứ. Đúng à. Lo đúng à. Không có đâu, em bảo đảm không có đi tu đâu. Có không? Dạ không, tu tại tâm em à. Giữa chừng đừng bỏ người ta đi tu tội nghiệp. Dạ không, em không có tu đâu anh. Ví dụ như em làm gì mà buồn cô bên kia đi tu thì sao? Đi tu lần nữa hỏi cái vợ luôn. Dạ. Rồi bây giờ không, mình hỏi bạn trai bạn gái nè. Bây giờ đó cái khoảng cách địa lý như vậy, hai người nói chuyện với nhau vài câu coi bây giờ là mình hẹn hò nhau làm sao? Dạ nếu mà em có cơ hội thì em sẽ lên thành phố ạ, không sao. Tình yêu mà không có khoảng cách đường xa hay thời gian gì. Hỏi bên kia em kia em cần gì ở anh? Hỏi luôn đi. Em cần gì ở anh? Anh ơi, anh có câu nào mà nó lãng mạn tí xíu không? Cái câu đó nó hơi đâm vô lòng người ta. Thôi lãng mạn chút đi. Em lãng mạn đông người quá, không có lãng mạn được anh ơi. Một mình khổ mới lãng mạn hả? Thường lãng mạn em làm gì? Tặng hoa, rồi đi ăn, đi uống cà phê, những quán tình cảm nữa. Chưa lãng mạn lắm, lãng mạn hơn nữa coi. Em giờ rung quá rồi, em cũng không biết nói. Mình đưa cổ đi dưới mưa ha, rồi tặng hoa, rồi cầu hôn gì đó. Hay là mời cô ra một bờ sông đẹp, thiệt đẹp, xõa tóc dài ra ngồi ngắm nhìn xong em nặng tượng. Ngồi đó học đi, chút xíu nữa kéo màn lên là phải nói câu nào lãng mạn nha không? Bây giờ mình hỏi bạn gái nè, bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì không quá quan trọng ngoại hình, nhưng mà được cái thì cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Một cái thôi hả? Cái cho nó dễ thương. Anh có hàng đều răng khểnh hết rồi. Rồi ngoài răng khểnh ra cái gì nữa? Yêu chó nè, có xu hướng là nuôi chó giống em, như có thể sau này thì có thể nuôi nguyên đàn chó cũng được. Trời ơi, nuôi em biết nổi chưa nữa mà nuôi gì dữ vậy, từ từ đi. Cười coi, cười. Cười, trời ơi, cười to lên. Không có răng khểnh. Có răng hô à. Được không? Nuôi chó không? Có, em thích nuôi chó lắm chị. Nuôi nguyên đàn luôn nổi không? Nổi chị, chó đâu có gì đâu vậy. Rồi đợi xíu nha. Có điểm gì không thích người đàn ông không? Em thì không thích đàn trai hút thuốc. Nếu mà có hút thuốc thì đừng có hút trước mặt em. Rồi hút lén được, rồi tiếp. Cờ bạc rượu chè tốt nhất là đừng nên có. Gì nữa không? Thôi vậy được rồi chị. Được rồi ha. Hút thuốc không? Dạ từ xưa vậy em có hút gì ơi. Rượu chè gì không? Dạ ngoại giao thôi, chút ít à. Cờ bạc? Dạ không, cờ bạc thì không có. Rồi tốt. Thế em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao chừng 1.5m tư lên, biết lễ phép thì người lớn. Tôi nhìn là được rồi, không cần gì nói gì. Tại vì nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, nên thì cũng không cần bạn gái nấu ăn. Bao lâu rồi tiến tới? Dạ, nếu được thì 5 năm sau vậy. Nếu giờ bạn kêu lên thành phố ở trọ để bạn ấy đi làm trên này cho nó tiện thì em thấy sao? Dạ, đó thì em có thể tạo điều kiện được ạ. Tạo điều kiện là sao? Điều kiện lên đó làm hả chị? Lên trên đây có chỗ để làm không? Có, cũng có ông chú làm ở đây. Thôi vậy cũng được ha. Rồi, hôm nay bạn gái có đi với ai không nè? Dạ, em có đi với chị gái và hai đứa em ở chung phòng.
Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả. Em là chị của Thảo. Rồi, chào chị. Em thấy em trai bên này nhìn cũng dễ thương, cũng hiền. Nói chung là được. Tại vì em tính nó cứng đầu lắm, tự lập lắm. Nói chung là nó là ship em luôn á. Cho nên cái người nào cứng quá thì chắc cũng không được đâu. Tại vì nó đã cứng rồi. Phải có người nào dung hòa được. Mềm đúng không? Đúng rồi. Em thấy anh này cứng hay mềm? Dạ được. Được hả? Dạ em hứa chắc chắn em sẽ nhường bạn gái á. Không có quan hiếp đâu. Thì không. Em tính em chị thấy em làm cái nghề đó là chị rất là vừa ý. Tại vì cái nghề đó phải có cái tâm mới làm được. Cho nên chị rất là thích cái nghề này. Dạ em cảm ơn chị. Rồi. Được rồi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bà, với em họ, với bạn á. Ồ có bà hả? Bà gì? Bên nội bên ngoại? Dạ bên nội. Con chào bà. Dạ, chào bà. Chào chú Quyền Linh, chào dạ. Cô Cát Tường. Dạ. Tôi là bà nội của Minh. Coi như bà nội đi. Dạ. Vì bà nội nó là chị tôi. Dạ. Vậy như bà nội rồi. Rồi. Nhưng mà giờ nó ở với tôi từ nào giờ lâu rồi. Cũng siêng năng, giỏi giắng. Lo làm ăn mà điều cà phê, rượu trà thì không có. Hai cháu bên này thì cũng được. Thì giờ nếu mà hai đứa nó có tiếng nhau mà nó có quen được nhau mà nó kết hôn được thì tôi cũng mừng. Cũng được thôi. Dạ. Vậy thôi thì giờ tôi cũng nhường lại cho bạn nó nói. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Hương, bạn thân của bạn Minh. Thân không? Dạ thân. Thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương. Coi cô bộ cũng hợp với bạn em. Cô bộ cũng hợp hả? Tánh tốt lắm. Luôn giúp đỡ bạn bè hoạn nạn khó khăn. Đấy bạn bên đây hiền giống như bạn đang nói chuyện với em đấy. Rồi kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt đi. Một cô gái rất là xinh, cố gắng thuyết phục. Xin cảm ơn em. Rất vui hiệp. Cảm nhận thế nào về người đối diện? Lần đầu tiên em gặp anh, cảm nhận như thế nào vậy anh? Thở đi để rung quá xỉu á. Em thấy anh cũng dễ thương. Tính tình thì cũng hiền nhưng mà có cái là không có cái răng khểnh giống chó nữa, em không có. Trời đất ơi. Sao vậy trời? Ủa thì ra là thích cái răng khểnh là để giống con chó hả? Cái gì kỳ vậy em gái? Gặp người yêu đầu tiên mà nói không có cái răng khểnh giống con chó em không thích. Thật sự nha, rất là hiền. Nếu mà anh có em gái em gả cho nó liền luôn. Ăn hiếp ta nha cô. Đừng ăn hiếp nha. Bây giờ rút lời nói lại. Anh cảm nhận với em như thế nào? Em hơn sự tưởng tượng của anh. Cảm ơn anh. Sao dám nhìn thẳng vào mặt người ta đi, mới cảm nhận nhìn đâu hồi không hồi xưa nói chung anh khuyết điểm của em mà nói chuyện không ưu gót cái phần em nhắc gái lắm. Nếu mà sau này mình có đi đến hôn nhân á thì anh sẽ lập nghiệp ở đâu? Tùy theo hai đứa mình sắp xếp hả? Anh thì công việc thì ở Đồng Nai, thành phố cũng được. Vậy mình về Sài Gòn nha anh. Ok. Tại vì anh nói chung là có ông chú cũng làm lĩnh vực này luôn, ở trên Sài Gòn quận 6 luôn. Cưới nhau mình mới về Sài Gòn đúng không? Bây giờ lúc đang yêu nhau thì mình hẹn hò ở đâu? À Sài Gòn chị ơi. Chứ ông đâu có nở lòng nào để bạn gái chạy xuống Long Thành đi chơi với em đúng được. Đúng rồi, nở lòng nào ha. Mai về làm nắng con chó có răng khểnh dài khúc rồi. Cái đó được đó anh. Trời ơi được. Khoái rồi thấy chưa? Anh nói chơi mà khoái. Nói chung là bên đây em cũng rung, anh không có nói được gì hết. Nhưng mà bên đây mình cũng có cái duyên. Thì nên mong rằng em cũng cho anh một cơ hội và cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Anh rung lắm rồi. Em thấy thích cô đối diện không? Dạ có anh. Hả? Dạ có anh. Có không? Dạ có. Thích tim đập mạnh chưa? Dạ mạnh, nãy giờ cũng rớt cái tim ngoài anh ơi. Rồi, hết thời gian. Người ta muốn rớt cái tim ra ngoài luôn rồi kìa. Suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Ấm yếu xìu à. Cái nút của ta bự vậy mà ấm. Ấm yếu xìu sao nó ăn được. Tôi đang hình dung ra cái cảnh mai mốt mà cô này cô dữ quá, cô ăn hiếp bạn cơ, cô ra cô nói gì đó. Bạn cứ ngồi bạn khắc tượng Phật, khắc tượng. Sao? Một cái đi.
Đây mọi người cái hôn ông mà quý vị. Hôn ông mọi người. Chị ơi, em xin phép hôn em chị cái. Chị cho rồi đó, chị cho cho nó kìa. Hôn đi. Anh có thích nuôi chó không? Bánh chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiểng, để chăm sóc chó. Phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không có anh vậy có, anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à, đi hoài à. Vợ đâu đi hoài. Em xin chào chị Tường xinh đẹp. Chào anh Đanh Vui Tính. Chào anh Nam bên Giọng Mồng Tơi. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phượng. Ở nhà thì má em hay gọi em là Mít Ước, bởi vì em rất là nhõng nhẽo và dễ khóc ạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Dạ, em chào anh MC Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường mà. Chào em. Chào khán giả. Chào bạn gái ngồi bên hàng rào bên kia. Em tên Trần Mộng Quốc. Năm nay em 31 tuổi. Em sinh sống ở Long Thành Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Dạ, em làm nhân viên chất lượng ạ. Anh ở Long Thành ạ? Đúng rồi. Anh làm vậy là công ty đó là ở khu công nghiệp Long Thành luôn đúng không anh? Đúng rồi em. Cũng gần nhau mà đúng không? Dạ cũng gần. Hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Em nấu ăn không có được ngon. Mặc dù em rất là thích nấu nhưng đôi lúc em bày vẽ ra em nấu nhưng thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Không sao. Em cũng hậu đậu nữa. Ở nhà hay là ở nơi làm việc mà có cái gì đó nó hư hỏng hay đổ vỡ thì thủ phạm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là em. Sự hậu đậu nó có thương hiệu mà chị. Nhưng mà em lại có điểm mạnh là em sống rất là có nguyên tắc và có trách nhiệm. Em có trách nhiệm trong cuộc sống, trong công việc và đặc biệt nhất là trong gia đình. Em thích chơi thể thao, thích đọc sách. Ưu điểm của em thì em thích nấu ăn. Rất là cưng bạn gái, cưng chiều bạn gái. Thích nấu những món ăn mà bạn gái thích. Thí dụ bây giờ thì mình ăn chừng cái món đó 2-3 lần là có thể mình về mình bắt chước mình nấu theo được. Tuy nó không ngon nhưng mà cái đó mình có thể nấu giống vậy. Còn cái nhược điểm của em là không thích đợi cho, không thích đợi chờ, giống như hẹn hò đi chơi là phải đúng giờ. Nhiều khi có thể xúc nó xê dịch khoảng 5-10 phút là được, mà để đợi lâu quá thì hơi khó chịu. Bực mình á thì mình sẽ ít nói, không nói, mình giận mình không nói. Mà khi nào mà đối phương nó nói chuyện trước á thì mình sẽ bắt chuyện lại. Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Nhưng mà mối tình mà sâu sắc nhất đối với em là mối tình đầu thời sinh viên, kéo dài 4 năm. Còn cái mối tình sau này? Mối tình sau này thì sau khi em ra trường em đi làm thì em gặp bạn đó. Nhưng mà bạn đó thì cũng vào đây công tác một thời gian thôi thì cũng trở ra Hà Nội. Rồi từ đó tới nay là bao lâu rồi chưa có bạn trai? Từ năm 2015 đến giờ. Lý do tại sao mấy năm nay không có ai, mình không để ý ai, không ai đeo đuổi như thế nào? Tôi cũng có các bạn nam để ý nhưng mà em... không biết sao nhưng mà em không có cảm xúc. Bây giờ bắt đầu cũng hơi khó tính rồi ha. Dạ. Còn bạn trai? Em thì em chạy qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên của em là cách đây khoảng 10 năm. Mối tình đầu quen được 4 năm. Mối tình thứ 2 thì cũng khoảng 3 năm. Thôi, 7 năm rồi. Rồi mối tình thứ 3? Thứ 3 thì mới đây, năm 2016. Là mấy năm? Được gần 1 năm. Tại sao mình lại phải chia tay những mối tình đó? Lúc đầu em, cái tính của em thì nó hơi ngang. Tính em hay dù em nóng lên á thì đừng có cãi lại. Mình nóng tính, mình cố chấp, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì còn gì nữa không? Nhiều khi mình không có hiểu, mình không chịu hiểu người ta, mình cứ... bắt ta phải hiểu mình. Đúng rồi. Thì cái đó coi như mình bỏ qua nha. Bớt nóng tính nè ha. Rồi mình phải hiểu người ta mới hiểu mình. Hai cái đó rất là quan trọng cho tình yêu. Mình muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cao khoảng 1m56 đến 56 giờ lên. Tại vì tính của em nó mạnh mẽ, em muốn một cái người đó dù em la khóc là tự nhiên em sẽ xìu xuống à. Trước mắt là vũ khí đó. Mình bật lên đó là người ta thấy mình thấy người ta khóc là mình tự động mình bình tĩnh là người đàn ông sợ nhất là cái nước mắt. Tóm lại là cứ la là khóc. Khóc là em hết la. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Tức là sợ giọt nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi được, anh xem cô kia có thích khóc không nha. Chào em gái. Chào anh ạ. Em có hay khóc không? Dạ em thì chúa dễ khóc hơn ạ. Vậy được rồi đó. Em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói với anh Linh luôn đi. Về ngoại hình thì em không có quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà cao hơn em thì càng tốt. Em cũng hy vọng bạn nam của em là một người chín chắn, sống có trách nhiệm và biết nghĩ đến gia đình. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Quá gia trưởng và vô tâm. Nhưng anh này đôi khi anh áp đặt á, tức là anh nói phải nghe. Đó là hơi gia trưởng đó. Về cái điểm này thì em cũng có một chút nhưng mà em nghĩ là nếu như mà như vậy thì cả hai người phải cố gắng để mà dung hòa. Đúng trong rồi. Cái trường hợp này chỉ còn một điểm đó thôi, bạn trai cố gắng kìm là được rồi nha. Anh thấy đàn gái cũng rất là xinh xắn dễ thương. Nếu mà được thì khi nào em tính là tiến tới hôn nhân được? Em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là mình tìm hiểu đủ thì là được rồi.
Bạn trai mình còn có tật xấu gì nữa không? Trời ơi, chào em. Dạ chị, không, không nhậu được, không nhậu. Cái uống, không biết nhậu. Nhậu. Dạ không nhậu, nhậu uống mà một hai ly là người nó đỏ, mặt nó đỏ lên là... Đó tốt chứ coi đâu xấu em. Trong cuộc sống em có sợ gì không? Em sợ ma lắm anh. Thấy ma lần nào chưa? Hồi xưa thì ở gần xóm có cái giống như cái sân banh vậy á. Em ra ngoài đó em chơi, chơi lúc mà về trời mưa nó hơi lâm râm á. Em vừa đi ngang em thấy em thấy một bóng đen em sợ. Em chạy hết đà, em chạy về nhà. Sang ngày hôm sau ra em thấy là cái cục xi măng. Mà qua ngày hôm sau mới đi ngang, đi qua lại chỗ đó nữa. Vậy là cũng chưa sao, còn đi ngang còn kiểm tra lại nữa đúng không? Thôi, thấy ơi. Cục xi măng chứ thấy con ma em sợ, con ma mặt cứ ghê lắm, cứ ghê lắm. Dài, lắng con đồng hồ, răng cỏ lấp lánh đồ nữa ha. Để đính mấy hộp? Một hộp. Một hộp à hả? Yeah. Xong làm điều cho hai bên luôn cho nó đẹp. Giờ lấy vợ về mình tính lập nghiệp ở đâu? Nhà em có một mình, còn một mình em à. Em sống ba mẹ. Như là làm đó. Dâu đúng không? Dạ yeah. Rồi, làm dâu được không em? Dạ được ạ. Được ha, không sao cả. Lúc như bạn gái mình buồn, vợ mình buồn thì mình làm gì cho vợ mình hết buồn? Em có tài lẻ gì không? Tính em vui lắm. Em thích tạo cái niềm vui cho người ta. Đâu em bây giờ đang buồn nè, em buồn quá trời luôn, em làm gì vui vui? Có thể em có thể hát và có thể nhảy được. Rồi, chơi luôn đi. Dạ, có sập sân khấu không? Dạ được. Không làm cái gì vậy? Nhảy hả? Thôi giữ đi chút, nhảy cho bạn kia coi. Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Coi là gia đình mình có ủng hộ không? Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em và các bạn của em ạ. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi cho chị gặp em gái của em nha. Em xin chào chị, hai em xin dễ thương. Em là em của chị Phượng. Chị em là một người rất dễ khóc. Nên sau này có quen thì mong anh đừng làm chị khóc. Chị mà khóc là anh dỗ cả tháng không đính luôn á. Anh trai bên này thì em thấy anh cũng được, cũng vui tính và cũng có vẻ hợp với chị em. Nên em cũng mong là anh chị bấm nút cho nhau một cơ hội và tiến đến xa hơn nữa. Còn em trai này mình đi với ai? Dạ em đi với anh em, anh bà con. Rồi, chào anh. Chào anh. Em cũng xin kính chào hai MC dễ thương. Rồi em cũng xin kính chào toàn thể quý khán giả có mặt trường quay hôm nay. Em là anh họ của em trai bên đây. Em gái bên đây rất là dễ thương, có chất giọng rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh, khéo léo nữa. Thì anh mong hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn anh nha. Khi mở cái hàng rào ra là em nhảy liền nha. Để lấy cảm tình bạn gái đúng không? Đây là thế mạnh của mình mà khoe liền đúng không? Rồi, mở rào. Tặng anh thì em hy vọng là trong những lúc anh cảm thấy hoang mang mệt mỏi, khi mà anh đọc những cái dòng cảm xúc này, anh sẽ cảm thấy tìm lại được cái những cái giây phút an yên và ngọt ngào trong lòng mình. À, cảm ơn. Rồi hai bạn tâm sự với nhau đi. Cái quê mình á, cái mình ở cái khu vực nào vậy? À, quê của em là ở Bình Định. Bình Định. Dạ. Thì mỗi khi mà anh cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống thì anh sẽ làm gì ạ? À? Chơi game, thích chơi game rồi có thể đi uống cà phê với bạn. Em cũng hỏi có đi. Một số câu hỏi vui muốn hỏi anh thì anh chỉ trả lời với em là có hay không thôi. Yes or no thôi nha. Dạ, trả lời nhanh nha. Anh có biết cá độ bóng đá không ạ? À? Dạ. Anh có dễ nổi nóng không? Có. Anh có giận dai không? Không. Anh có cờ bạc không? Không. Anh có muốn biết bắt buộc các tài khoản cá nhân của em không? Cái này riêng tư không. Ok. Anh có mê chơi game không? Cũng có xíu. Nếu như mà lúc anh đang mê chơi game như vậy mà em có việc gì đó nhờ anh thì anh có nóng giận không? Không. Anh có tắm hàng ngày không? Tắm ngày mấy lần luôn. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh có thích xem phim không? Thích. Anh có thích nuôi chó không? Bán chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải chỉ yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiển, để chăm sóc chó. Phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không mới anh vậy có, anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à, đi hoài à. Vợ đâu đi bộ? Không phải. Đi bộ á chứ bây giờ. Vợ. Câu cuối tèn 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 tèn. Nếu như mà em đánh anh, đánh lại hay không? Anh đứng yên cho em quýnh khi nào mà anh thấy mình thôi nhỉ. Anh sẽ ôm em. Đạt được bao nhiêu phần trăm thôi, tiêu chuẩn của em? Khoảng 50%. 50%? Có thưởng có phạt gì không? Hỏi người ta quá trời vậy. 50% là không thưởng không phạt gì. Không thưởng 60% là thưởng mà 40% thì em phạt. Em thấy sai có hai ba câu thôi chứ mấy. Ở đây không có sai gì hết. Dạ.
Chỉ có một câu là đi với vợ hoài thôi. Một rồi. Câu tỏ tình ngọt ngào chút xíu đi rồi quyết định bấm nút nè. Anh cũng mong hai người có một cái gì đó để cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau để tiến xa hơn. Cuộc sống bên ngoài thì nó cũng có nhiều cái mệt mỏi căng thẳng rồi, thì em hy vọng là sau khi em về nhà ở bên cạnh anh thì là những cái bão tố phong ba bên ngoài nó sẽ dừng lại ở bên ngoài, và trong nhà thì anh sẽ là bờ vai vững chãi để cho em có thể yên tâm. Rồi đặt tay vào nút bấm. Để tay cũng bấm đi em trai. Bấm nút để hẹn hò chứ không phải bấm nút đi uống cà phê. Bấm nút để ta tiến xa hơn chứ phải bấm nút để vì một điều gì đó nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau các bạn. Rồi hãy trao chúc nhau các bạn hạnh phúc nha. Hai bạn. Cái này khỏi. Đây. Không được. Cái này khỏi. Đâu có khỏi được. Không má hay không đầu em. Mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng mà em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phong. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi, hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ. Trước tiên em nói khuyết điểm trước là em dễ cảm xúc và không biết uống rượu. Thì... tốt mà đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Tại vì nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ thì tốt chút hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Còn điểm yếu là gì? À, điểm yếu em vừa nói rồi đấy. À, điểm yếu gì đó hả? Vâng. Không uống rượu là điểm mạnh đó chứ. Không phải điểm yếu đâu nha. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Điểm mạnh nhất là của em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán. Vâng. Và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi. Vâng. Hiện nay em sống Bình Thạnh với ai? Dạ, ở một mình. Một mình ở nhà trọ đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, bao lâu thì mới về Nghệ An một lần? À thì chắc khoảng một năm. Một năm về một lần. Dạ, vâng. Sống ở trong đây có một mình thôi. Dạ vâng, thì có em gái và em rể của em thì đang ở Đồng Nai, thỉnh thoảng em có về ở dưới. Vâng. Mời nhà gái. Rồi, nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi con. Dạ điểm mạnh của em là thường đó là biết lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính, tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Dạ. Với lại thì em nhiều khi cũng có về sống hơi nội tâm nên là thiên về cảm xúc á, nhiều khi cứ mình cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình nên là cũng nhiều khi hay khóc nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Nhà giáo nữa cho nên là có những cái nguyên tắc nên thành ra dạ, là em rồi. Hơi khó. Đúng dạ không? Đúng rồi. Nhưng mà không sao, những người như vậy thì sau này có con á dạy con hay lắm. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm, nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một xíu. Không sao, bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ em trai, dạ. Em muốn tìm một nửa không? Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Dạ vâng. Tình duyên làm sao nè? Thì tại lúc này thì em trải qua đa mối tình. Ba mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Mối ít nhất là bao nhiêu năm? 1 năm. Vậy là mối kia là mấy năm? Mối kia 2 năm. Vậy là 8 năm yêu đương rồi đó. Vâng. Kinh nghiệm nhiều lắm đúng không? Em mình ấy. Nhưng mà tại sao cái mối 5 năm đó mình yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau.
là từ 2013 tới 2020. À. Vâng. Thì cái lý do em về Việt Nam là cũng một phần là vì chuyện tình cảm. À. Vâng. Thì yêu nhau cũng lâu và cũng tình cảm lắm. Bạn nữ kia cũng bởi em cũng là tuyệt vời. Ừ. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì cái sự nghiệp của em cũng chưa ổn định. Chưa ổn định. À, thì cũng là một phần. Rồi bạn đó giờ còn ở Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Dạ. Vậy là cũng có 8 năm yêu đương rồi. Và... bây giờ mình sẽ có kinh nghiệm để đến với mối tình này cho nó chắc chắn luôn nha. Vâng. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau. Wow. Dạ. Như vậy là có nhiều cái kỹ năng sống, nhiều kinh nghiệm, 4 sống lắm đây. Dạ. Mời nhà gái. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bảo làm vậy. Tại vì em thấy bạn chia sẻ là mối tình của bạn kéo dài 5 năm rồi thêm 3 năm nữa là tổng cộng là tới 8 năm. Còn như em là do một phần do lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh là ở anh làm bên quân đội. Dạ, rồi em và anh cũng có trao đổi thường xuyên với nhau rồi cũng có quen nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1.5 năm hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh vào chuẩn bị đi học quân y cho thành phố á. Dạ, nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, anh thì muốn tiến xa hơn. Dạ, mối tình ôm ai rồi ha. Dạ, đúng rồi ạ. Dạ, nên là nó đã gãy gánh từ đó. Rồi những cái câu chuyện tình sau này nó cũng không có gì sâu sắc hết đúng không? Có gì sâu sắc không? Sâu sắc thì cũng không có, tại vì thường chỉ là bạn bè quen trong nhóm rồi cảm mến nhau thôi. Dạ, chứ cũng không sâu sắc như là mối tình đầu năm đại học của em thôi. Rồi bây giờ thí dụ mà mình có một người bạn trai khác, một người bạn trai mới nè, một cái mối tình kế tiếp của mình nè, thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Dạ, 1m7 trở lên xíu. Chào nhà trai. 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. 1m7 không? Em rớt rồi. Hả? Em rớt rồi. Xém thôi. Xém rồi. Xém được. Không sao, mà già vô. Dạ. 7m8 ăn thua gì? Bạn phải, em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Ơi, dạ. Ta đi nước ngoài 7 năm, ta không lấy vợ nước ngoài, ta về Việt Nam ta lấy là hay lắm rồi đó. Nhảy gì nữa? Dạ. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý, tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng hơn. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều người. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó mình chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao. Ông mình nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không có người hiểu người không. Nhưng mà ông hiểu tôi là được rồi. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hiểu mà hiểu. Hiểu là hiểu là sao? Nhiều người hửi xong rồi hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Làm cái gì mà nói khó hiểu. Nói chưa dễ rồi hiểu. Đó bộ. Rồi gì nữa em? Bên kia là kinh nghiệm sống với lại kỹ năng sống là nhiều lắm. Cho nên là chị nghĩ là vấn đề tâm lý thì không quan trọng lắm đâu. Dạ. Tâm lý không ổn là mệt lắm á. Ổn không? Lên nữa. Về như là rượu bia thì mình hạn chế là được. Cái có gì về uống chung em là được. Dạ, em cân hết cho. Đồ dữ lắm hả? Dạ, dạ không thì lâu lâu mình về mình tâm sự với nhau thì thời gian đó để mình ở nhà mình tâm sự với bạn gái của mình thì đừng có lấy thời gian đó mình đi với bạn bè. À, dạ. Tức là thích uống bia thì về uống với em. Dạ, mình chia sẻ ví dụ công việc có áp lực hay là ở bên ngoài thấy là buồn chuyện gì đó rồi về hai bạn cùng tâm sự chia sẻ. À. Dạ, mình thấy là sẽ gần gũi hơn với nhau nhiều hơn. Bên đây không có nhậu, yên tâm đi. Bên đây rất là tâm lý luôn. Bởi người ta dù sao cũng có kinh nghiệm 8 năm yêu đương rồi. Nha. Rồi, bây giờ bên nhà gái đưa ra phần trăm đó mình được bao nhiêu phần trăm em trai? À, chiều cao thì chắc không được.
xém không, xém thôi. Đừng đó được thiếu rồi. Tự tin như vậy. Nhưng chúng ta cũng không bao nhận lắm. Phần khác thì em nghĩ là tự tin đúng không? Được. Được. Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất với em là đạo đức. Đạo đức. Chỉ cần một cô gái lương thiện, biết trung thủy như vậy là em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Chỉ cần quá đúng. Đơn giản, phụ nữ ai không trung thủy. Đúng. Tại người đàn ông làm cho tao không trung thủy thôi. Đúng ta không? Nhà giáo nữa thì người ta đạo đức là phải để hàng đầu. Ai cũng trung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không trung thủy thôi. Cố tình hay vô tình không biết, nhưng tại người đối phương thôi. Thôi được rồi, tôi thấy vậy cũng ổn. Bây giờ mình cho gặp người thân của nhà đi. Gái được đúng không? Nhà gái đi với ai cơ? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Hãy thấy chị dễ thương không? Dạ, xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Dạ, chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diệp. Dạ hôm nay thì cũng rất là vui được cái tham gia cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đi theo cổ vũ tinh thần cho em gái. Bây giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Chàng trai này thấy được không? Dạ thì tính của Ngọc Diệp á, như là Ngọc Diệp đã nói về những cái tiêu chuẩn á, thì em thấy là cảm nhận là ở bên đây cái bạn nam này thì về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ. Cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được. Rất là tốt bạn. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Dạ. Ơi, dạ. Bà chị tuyệt vời. Cảm ơn chị. Nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em. Thôi em gái em rể đó. Em gái thấy sao nè? Thấy chị dâu tương lai mà bển được không? Về Bến Tre ở được không? Trước tiên thì em xin chào MC Quyền Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái và toàn thể khán giả. Thì hôm nay cũng được rất vui là đi với anh trai. Thì với anh trai thì hôm nay thì chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á. Tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng. Thì em thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Là tính cách thì nếu mà hai người mà hợp lại với nhau thì rất là bù trừ cho nhau, rất là hợp lý. Tại sao anh của em thì hơi tình cảm. Nhưng mà đặc biệt nếu mà chị quen anh thì rất là tuyệt vời. Tại vì anh rất là người rất là tâm lý. Yeah. Anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Tại vì anh là một người rất là thương gia đình. Với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Em cảm ơn. Cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ cho anh ạ. Wow. Cá phượng. Dạ hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ. Trong đây là em tặng anh cuốn sách. Và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin Bình Yên Trong Gia Đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Mà cảm giác em cảm giác rất là gần gũi và thân thiện. Thì chắc cũng đó là một cô gái rất là tuyệt vời. Dạ. Còn về anh thì em thấy thế nào? Dạ, cũng như là theo anh đã chia sẻ thì anh có cuộc sống và làm việc ở nước ngoài. Dạ, thì em cảm nhận anh là một người khá là vui vẻ nè. Dạ, sẽ có một cái tình cảm dạ, dành cho bạn gái hoặc là người yêu thương của mình. Và là người biết chăm sóc cho gia đình, dạ, thương yêu. Như là
chị đã chia sẻ anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và đặt muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh ạ. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên rồi. Dạ. Khi được thi tập chương trình này thì anh không nghĩ là anh sẽ tham gia đâu, vì anh cũng rất là bận. Nhưng mà được sự giúp đỡ của ban tổ chức chương trình thì hôm nay anh có mặt ở đây thì gặp em, đó là cái điều vui nhất rồi. Cảm ơn. À, cũng là duyên ha, là mình tham gia chương trình và những món quà mà chúng ta chọn đều là sách, nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Thì mong là chúng ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nếu mà sau chương trình này. Sau chương trình này dù có là gì hay là không là gì thì hy vọng em sẽ mời anh về Bến Tre. À dạ, có gì là sẽ mời anh về Bến Tre ạ. Và cái việc là bây giờ yêu xa đó, hai bạn tính hẹn hò sao? Bản thân em thì em nói với bạn gái á, bản thân anh thì cũng đi đây đi đó rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi được, vì anh cũng không có vướng bận gì, nên có thể về Bến Tre hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. À, với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? À, cái này thì anh sẽ có cái ngày nghỉ hoặc là kỳ nghỉ gì đó thì anh có thể đi được. Vì hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được nghỉ 2 ngày. Yeah. Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm vài ba ngày nữa thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Ừ, giờ phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Yeah. À, em nói là anh sống ở Nghệ An nhưng mà cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Thì hiện tại thì anh cũng đang làm quận 1. Thì nếu mà sắp tới mà có di chuyển thì cũng xung quanh ở miền Nam này thôi. Nhưng mà sau này thì anh sẽ về Sài Gòn chắc chắn. Là mình sẽ sinh sống và ở đây luôn. Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về nhà Bến Tre đi em, đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. À, từng về hả? Vâng. Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Đi hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia đâu có đi được. Rồi cho em có thể mời anh về Bến Tre nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em ạ. Chị gái cho em, cho phép em về không? Bây giờ á, vâng, vậy nè, bạn gái á, thí dụ như bây giờ mình đặt ra trường hợp đi, rồi mình đến với nhau thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không, và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ cho con này kia không, em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi, nói cho bạn gái biết đi. Thì thực tế thì hoàn cảnh gia đình của anh thì cũng không có khá giả gì lắm, thì từ nhỏ thì anh sống với ông bà nội, là bố mẹ gửi anh cho ông bà nội sống từ nhỏ tới năm 18 tuổi. Thì sau đó thì anh có làm việc ở Sài Gòn thời gian, thì anh qua Macau đó, thì anh cũng có tích cóp được một phần nào đó, anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Còn về sự nghiệp thì anh đang nỗ lực, anh đang cố gắng hết mình. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn, ổn chưa? Đó, ta lập nghiệp ta tính trước rồi. Với cái công việc của bạn này chắc có lẽ là lương cũng khá đó chứ mới ấy đâu nha. Bây giờ em có đồng ý lên thành phố Hồ Chí Minh hay không? Thí dụ như hai đứa tiến xa hơn hay là em phải bắt buộc về dưới? Dạ, nếu mà tụi em có dự định tiến xa hơn nữa thì việc em lên thành phố là đó là điều dĩ nhiên rồi ạ. Đó, ổn rồi ha. Còn chuyện còn lại của em tiến tới. Tiến tới nói chuyện với cô gái đó, nắm tay cô gái nói thì cũng hơi run run nhưng mà cho phép anh nắm tay em để cảm nhận được không? À dạ được. Hai tay, không phải bắt tay, nắm hai tay rồi hát cho cô ấy nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát ở thì nhân chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái và tặng gặp lại với khán giả với hát Người Tình Mùa Đông. Thì em hát cũng có hay lắm đâu, vì giọng nói còn khó nghe nữa, nhưng mà mọi người cố gắng nha. Không nghe ai hát hay lắm nha.
Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Cảm ơn. Hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đáp lại một bài, mình đáp lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học ha, nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. À, thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì mê em. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, nhìn nhau 30 giây. Cảm nhận thế nào? Em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Dạ thì lần đầu tiên thì cũng như là em đã chia sẻ là anh là một người rất là vui tính, dạ, sống tình cảm. Thực tế thì lúc đầu cái dự định của em là không có thích, không có quen bạn xa, dạ, không có yêu xa, tại vì em cũng đã đổ vỡ. Nhưng mà khi thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc, dạ, xuống thăm em thường xuyên, và có công việc ổn định, rồi đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Lâu lắm rồi anh vậy cầm tay mà nghe con gái. Thì anh cũng run run, cảm thấy giờ cũng hồi hộp lắm. Thì như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. Dạ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Ba. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì vì cái chuyện tình cảm nó cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút, nếu mà em không thể mà mang cho bạn bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm giáng dở bạn, thì mong em hiểu. Không, nhưng đúng mà lắm. Chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu à. Thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người bạn ta tưởng nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thiệt, tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng em quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi,
Chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc của em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho đó. Em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta té tội nghiệp người ta vậy thôi. Mày phạt chết em ơi.